Thân chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở hộp đồ chơi búp bê Monster High và đây là búp bê Claudine trong trang phục Haunted. Đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Đây là hình của Claudine trong trang phục Haunted. Đây ở bìa hộp có ghi chữ Haunted, có nghĩa là có ma. Đây là tên của một bộ phim Monster High. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi. Rồi bây giờ chị sẽ mở hộp. Wow, đẹp quá các em. Đây là đồ giúp búp bê đứng. Đây là cái lược cho búp bê. Có màu biển xanh. Màu xanh của biển. Có hình dạng logo của Monster High. Và đây là cái lược rất xinh. Đây là đồ giúp búp bê đứng. Có màu xanh nước biển và có hình dạng những dây xiềng xích. Và đây là đế của đồ giúp búp bê đứng. Wow, đôi giày của Claudine đẹp quá. Đây là hình phía trong của hộp. Và đây là cô bé Claudine trong trang phục Haunted có ma. Claudine có mái tóc màu tím dài rất đẹp ha. Mái tóc còn hơi cứng tại vì chị mới lấy trong hộp ra. Nếu chúng ta thường xuyên chải đầu thì mái tóc sẽ mượt hơn. Claudine có trang điểm đôi môi màu tím và đôi mắt cũng có màu tím nhạt, trang điểm màu tím nhạt. Cô bé không có đeo bông tai hoặc dây chuyền. Tay của cô bé có một cái vòng giống như một cái đèn, hình dạng một cái đèn. Cô bé có đeo trang sức trên người màu vàng, là những hình dạng những dây xiềng xích màu vàng rất đẹp. Cô bé mặc một áo đầm màu tím, màu hồng và màu tím kết chung với nhau và có những vải ren màu tím. Đây là phía sau của trang phục của Claudine. Đây là phía trước. Đây là búp bê có khớp. Búp bê có khớp tay. Khớp cổ tay.
Khớp chân. Và đây là chi tiết của đôi giày cao gót của cô bé. Có màu vàng. Chi tiết những dây xiềng xích và ở đế giày có hình dạng nửa vầng trăng. Rất đẹp phải không các em? Rồi bây giờ chị sẽ cho Claudine đứng trong đồ giúp búp bê đứng. Các em có thích búp bê này không? Các em hãy nhớ đăng ký kênh Đồ Chơi Cho Manh và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em!